10. Tà kiến về Niết Bàn. Lại nữa, các thiện nam tử đó trong Tam Ma Đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong vùng gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau này là có. Người ấy rơi vào năm thứ luận về Niết Bàn. Giảng: Lại nữa, các thiện nam tử đó trong Tam Ma Đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi tu tập thiền quán, chánh tâm ngưng lặng vững chắc, thiên ma không quấy phá được nữa. Vì hành giả đã được định lực vững chắc và chính tâm thuần hòa thanh tịnh, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Thiên ma chẳng có ảnh hưởng gì đến hành giả được nữa. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau này là có. Hành giả nghiên cứu cùng tổ cội gốc của các loài chúng sinh, thấy được manh mối trạng thái thường nhiễu động di tế kia, khảo sát tâm thức của các loài chúng sinh kia vốn u ẩn, kinh thanh trong dòng nhiễu động rất di tế. Người ấy rơi vào năm thứ luận về Niết Bàn. Nhưng nếu hành giả sinh tâm kế chấp về sự hiện hữu sau khi chết, sẽ rơi vào năm thứ luận sai lạc về Niết Bàn. Vượt qua hành ấm, hành giả lại nhận thấy có sự hiện hữu căn cứ vào sự thường hằng của từng niệm trôi chảy không ngừng trong phạm vi hành ấm. Anh ta có kiến chấp sai lầm về sự hiện hữu và tin vào năm thứ luận về Niết Bàn. Hoặc xem dục giới là chuyển y chân chánh, do thấy sáng suốt cùng khắp nên sanh tâm yêu thích, hoặc nhận cõi sơ thiền là nơi chuyển y chân chánh, do tâm không còn lo buồn, hoặc nhận cõi nhị thiền là chuyển y chân chánh, do tâm không khổ luyện nữa, hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp, hoặc nhận tứ thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, không còn chịu sinh diệt trong luân hồi nữa. Giảng: Hoặc xem dục giới là chuyển y chân chánh, đó là nơi mà anh ta sẽ đi đến. Anh ta thấy cõi trời dục giới là nơi chuyển y chân chánh. Tại sao? Do vì hành giả thấy sáng suốt cùng khắp và sinh tâm yêu thích nơi ấy. Cõi trời dục giới hiện ra rất hoàn mãn và sáng rực, nên anh ta phát khởi tâm luyến mộ và ước ao sinh về nơi đó. Anh ta nhận nơi đó như một nơi chốn để quay về, như là một cảnh giới Niết Bàn. Anh ta nghĩ rằng dục giới là một cõi Niết Bàn chân thực, hoặc nhận cõi sơ thiền là nơi chuyển y chân chánh, do tâm không còn lo buồn. Anh ta nghĩ rằng chúng sinh trong cõi trời sơ thiền ly sinh hỷ lạc, đã bỏ lại hết đằng sau những âu lo phiền não rồi, đồng thời sinh khởi một cảm giác hoan hỷ. Do vậy nên hành giả ao ước được sanh về nơi đó. Hoặc nhận cõi nhị thiền là chuyển y chân chánh, do tâm không khổ lụy nữa. Trong khi thiền quán, hành giả có thể đạt đến cõi trời nhị thiền, nơi tâm không còn khổ nữa, vì hành giả đã phát triển được định lực. Cõi trời này gọi là định sanh hỷ lạc. Hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp, vì rất ham thích niềm vui tột bậc ở đó. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ đạt được bất kỳ điều gì mình muốn ở đó. Vì thế anh ta cho rằng đây là cõi trời, kia là cảnh giới Niết Bàn. Hoặc nhận tứ thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, không còn chịu sinh diệt trong luân hồi nữa. Hành giả cho rằng mình không còn trải qua sự luân hồi sinh tử nữa. Hành giả cho rằng trong cõi trời tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, nơi khổ vui đều tiêu dung và không còn tái sinh trong tam giới nữa. Do vì cảnh giới này rất thanh tịnh nên hành giả xem đó là cảnh giới Niết Bàn, muốn quay về an trụ nơi đó. Mê chấp các cõi trời hữu lậu, phát khởi kiến giải vô vi, làm sự an ổn năm chỗ ấy là nơi nương tựa thắng tình, tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ như vậy. Giảng: Mê chấp các cõi trời hữu lậu, phát khởi kiến giải vô vi. Những cõi trời này còn trong dòng hữu lậu, nhưng hành giả mê lầm nhận giặc làm con, khởi nên kiến giải vô vi và xem năm trạng thái này là nơi nương tựa thù thắng, làm sự an ổn năm chỗ ấy là nơi nương tựa thắng tình. Anh ta cảm thấy rằng năm trạng thái này là an ổn và bảo đảm, đó là nơi tuyệt đối thanh tịnh, thù thắng để quay về an trụ. Tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ như vậy, cứu xét kỹ lưỡng theo cách ấy nên quyết đoán có năm chỗ rốt ráo.
anh ta nghĩ cái cảnh giới ấy là trạng thái tột cùng, nơi anh ta có thể nhập niết bàn. Anh ta không nhận ra những cõi trời này vẫn còn trong vòng hữu lậu. Do kế chấp năm thứ niết bàn hiện có như vậy nên rơi vào vòng ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề. Đây là ngoại đạo thứ 10, lập nên những luận biên đảo, chấp trong ngũ ấm có năm thứ niết bàn hiện có. Giảng: do kế chấp năm thứ niết bàn hiện có như vậy nên rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề, đánh mất trực giác về bản tánh giác ngộ sáng suốt. Đây là ngoại đạo thứ 10, lập nên những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm có năm thứ niết bàn hiện có. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 10, lập nên những luận thuyết sai lầm về năm loại niết bàn hiện có trong phạm vi của ngũ ấm. Những luận thuyết ấy là hoàn toàn sai lạc và điên đảo. Ha ha ha, 问三摩地所